Có đi một cái hội thảo xong rồi người ta chiếu một bộ phim ấy, xem người cười ấy, cười nhưng mà em thấy bạn này toàn cười mỉm. Em nghĩ là cười duyên em nên là em rất là thích. Thực ra thì hồi đó răng của em nó bị xấu. Khi còn nhỏ tầm em học cấp 2 á, em bị tai nạn và nó bị mẻ một cái răng. Thế và cái hàm trên của em thì nó cũng rất là xấu. Em ngại vì cái hàm răng của mình nên là em cười mỉm. Và anh chồng em thì rất nhiều anh khác cũng nhầm là em cười duyên và dịu dàng ạ. Anh ấy là làm nghề xây dựng. Thế thì anh ấy là kiểu đang có công trình Hà Nội ấy. Làm sếp gọi điện nhiều quá. Em ngồi cạnh em nhìn thấy mà. Bỏ lỡ cả chục cuộc điện thoại của sếp luôn. Thế sau là ông ấy không gì được, ông phải về. Không chờ được nữa. Thì em xong rồi em đưa cô này đi ăn. Rồi đi mua quần áo thì em biết là em đang chiếm ưu thế. Có những người phụ nữ vào giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trong cuộc đời này. Nhưng mà mình vẫn còn rất là may mắn là chồng mình đang ở trong viện và anh ấy sẽ quay trở về nhà. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên trong ngày hôm nay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai bạn. Chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Em là Nguyễn Quang Thành, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Bình An, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý trong vai trò hỗ trợ về phương pháp nuôi dạy con và đồng hành cùng các chị em phụ nữ về kết nối mối quan hệ tích cực trong gia đình. Thế là hai bạn là từ Hà Nội bay vào đây hay là đã ở đây rồi? Dạ, tụi em từ Hà Nội bay vào trong này ạ. Rồi bây giờ anh muốn hỏi nha, các em đã xem chương trình Vợ Chồng Son này từ khi nào? Hồi em xem nhiều lắm, hồi em mới kết hôn xong ấy. Những năm 2016-17 là em xem thường xuyên. Em xem mà em cảm giác em nghiện luôn á. Và em đã đăng ký qua email. Thế sau đó là được phỏng vấn. Nhưng mà sau đó thì chúng em bận ý. Thế nên là chưa có tham gia được. Và em nói với chồng em là nhất định là phải tham gia Vợ Chồng Son. Bởi vì em rất là yêu quý chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cũng như là cái ý nghĩa nhân văn từ chương trình ạ. Xin cảm ơn em. Lúc đúng là một chuyên gia. Lúc đấy thì mới gọi là Vợ Chồng Son ấy. Chứ bây giờ là có cháu rồi ạ. À, cái lúc đó mới là Vợ Chồng Son đúng không? Không, cái son ở đây là hai bạn. Cho dù có ở với nhau bao năm đi chăng nữa thì cái tình cảm nó vẫn son sắt như vậy, vẫn dạt dào như thế. Bây giờ chắc có thể là kể cho anh nghe đi, cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên gặp nhau là bọn em dự một cái hội thảo. Cách đây bao nhiêu lâu rồi cưng? Hơn 10 năm rồi ạ. Năm 2012. Vẫn là sinh viên à? Vâng, vẫn là sinh viên ạ. Có đi một cái hội thảo xong rồi người ta chiếu một bộ phim ấy, xem người cười ấy. Cười nhưng mà em thấy bạn này toàn cười mỉm. Em nghĩ là cười duyên em nên là em rất là thích. Có nghĩa là ấn tượng với một cái nụ cười không hở răng. Đúng rồi. Cười mỉm đó. Cười duyên. Thực ra thì hồi đó răng của em nó bị xấu. Khi còn nhỏ tầm em học cấp 2 á, em bị tai nạn và nó bị mẻ một cái răng. Thế và cái hàm trên của em thì nó cũng rất là xấu. Em ngại vì cái hàm răng của mình nên là em cười mỉm. Và anh chồng em thì rất nhiều anh khác cũng nhầm là em cười duyên và dịu dàng ạ. Vậy là em phải cảm ơn cái răng mẻ đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp Hành á thì là có ấn tượng gì về bạn này không? Không có ấn tượng gì cả. Em đi cùng một bạn cùng phòng trọ, bạn ấy quen chồng em thôi. Chắc là sau cái bữa đó là anh này về tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận em và rủ em đi cà phê hay là ăn uống gì đó đúng không? Chưa đâu ạ. Không phải đâu ạ. Nửa năm hay một năm sau thì mới được gặp nhau một lần nữa. Wow. Trong dịp nào? Trong dịp tức là em quản lý một cái nhóm tờ rơi quảng cáo. Bạn này có trong nhóm đấy. Nhưng mà lúc đó em có nhận ra bạn này không? Có nhận ra đấy ạ. Em có khả năng nhớ về gương mặt và tên rất lâu ạ. Cả bạn này bạn ấy lâu trả tiền lương cho em ấy. Em rất nhớ cái người nào mà nợ tiền của em. Bên khách hàng người ta thanh toán cho mình chậm ấy. Rồi em có nghi ngờ ông vượt tiền mình không? Em thì em không nghi ngờ gì, nhưng em thì em thấy cần tiền nên em đòi thôi ạ. Thế là em quyết định sao? Em mới tới tận nơi em đòi sờ tận tay dây tận chán luôn. Có ạ, em sang tận nơi. Thế sau đấy thì em được mời ăn cơm đấy và chồng em nấu bữa cơm cho em ăn. Em bảo là nếu mà đi học xong mới qua nhà anh lấy tiền ấy thì cứ không ngại thì ở lại ăn cơm được. Thì anh chuẩn bị cơm nước cho. Thật ra là em đã thích cô này rồi đúng không? Vâng, cũng chung là cũng thấy là có cái đặc biệt thì cứ thử tiến tới xem thế nào. Trong lúc đó thì là cái tình trạng của em là như thế nào? Có cô gái nào chưa? Chưa, lúc đó chưa có cô gái chôn nào. Thế còn em thì sao? Em có người yêu chưa? Đấy, em đang có người yêu rồi. Thế mà vẫn ăn cơm anh nấu. Cơm anh nấu món gì đấy? Đậu xào thịt bò. Rau muống luộc. Là chỉ có hai đứa ngồi ăn thôi. Còn bạn cùng phòng của em nữa, bạn trai cùng phòng của em nữa. Món gì nữa nào?
À, trứng rán nữa thì phải. Trứng rán. Ba món. Thời điểm đó đấy, giàu đấy. Giàu đấy chứ không đơn giản đâu. Nói cho em biết thật. Sinh viên mà ăn ba món mà là thịt bò mà xào đậu này, trứng rán này. Trứng rán có đúc thịt không? Không, trứng rán không đúc thịt. Thế à? Rồi, anh rau muống luộc là hơi bị kinh đấy. Có cà pháo không? Thế anh nấu ngon không? Rất ngon ạ. Chắc hôm ấy gục vì bữa cơm gì đúng không? Cũng chút chút ạ. Tại vì đàn ông mà nấu cơm mà lại nấu ngon vừa mồm thì dễ, các cô dễ gục lắm. Đó. Mình lấy cột mốc từ bữa cơm đó cho đến lúc các bạn chính thức là quen nhau thì là mất bao lâu? Thì hôm đấy xong thì bạn về, thì em trước khi về em mới bông đùa, em bảo là em nếu mà trong cuộc sống gặp khó khăn gì hay cần gì thì cứ bảo anh sẽ giúp. Khá luôn đó. Thà thính. Thà thính luôn. Ôi. Rồi xong lúc đó, em nghe câu nói đó em như nào? Em ghim, em nhớ. Em nghĩ là chắc là có khả năng giải quyết vấn đề nhiều. Thì máy tính của em có lần em bị trục trặc bởi vì em không biết cài Word ở trên máy tính á. Thì em gọi cho anh này. Thế anh sang và anh làm rất là tốt. Sau đấy một phát ấn tượng nữa này, nấu ăn ngon này, sửa máy tính tốt máy này. Tính nữa là chắc chắn là sẽ để lại một ấn tượng trong em, đúng không? Nhưng mà thực ra nó đang khó chỗ là lúc đó là em đang có bạn trai rồi. Nhưng mà thời đấy thì em nghĩ là em là một người khá là lý trí trong tình yêu. Thời điểm đó thì cũng có nhiều người tìm hiểu và trò chuyện theo kiểu yêu thương em ấy. Thế nhưng mà vì em cũng sinh ra khá là khó khăn vất vả, cho nên em nghĩ là hôn nhân là một cái điều gì đó quan trọng. Vì thế mà em muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau để xem là như thế nào là phù hợp nhất với mình. À, thật nên ra là không phải là có người yêu. Dạ. Mà là có nhiều người theo đuổi mình. Dạ. Và trong số đó mình lại đang có cảm tình với người đàn ông này. Dạ. Đúng không? Lúc đó là em có cảm tình với một một anh khác, một anh sinh năm 81 cơ ạ. Vâng. Thế nhưng mà lúc đấy đà là đã cười tươi chưa hay vẫn cười mỉm? Vẫn cười mỉm ạ. Nghĩa là sau này mới bắt đầu cười tươi đúng không? Răng vẫn chưa sửa. Răng vẫn mẻ. Nhưng mà anh phát hiện ra chưa? Lúc ăn cơm là phát hiện rồi đúng không? Có một lần là em kể chuyện gì cười lắm, buồn cười lắm nên là cười to nó không che được. Thì em biết. Lại phát hiện ra đúng không? Răng cứ lên xuống rất ngủ. Thế em có thấy ảnh hưởng gì trong cái tình cảm mình đã chót trao cho cô ấy không? Em chỉ buồn cười thôi. Thì đến bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là người yêu của nhau? Khoảng 9 tháng đến 12 tháng ạ. Chồng em là người chủ động trong chuyện là kết nối với em hơn. Có thể coi đấy là tỏ tình khi một lần mà em đi chơi ở Hồ. Thì chồng em có kiểu hôn ấy. Nhưng mà với chồng em thì có lẽ đấy là nụ hôn đầu tiên, nó rất là gượng gạo. Nhưng mà nó lại để lại nhiều những cái dấu ấn và cảm xúc với em. Lúc đó là em đã có thể xác định được anh nào là cái người mà phù hợp với mình hơn chưa? Cũng vẫn còn phân vân đấy chị ạ. À. Trời ơi. Phân vân lâu thế. Tại vì hồi đấy thì chồng em đang tiếp tục học để hoàn tất học đại học. Mà em thấy là hơi ham chơi game, trông kiểu hơi trẻ trâu ấy. Mà em thì kiểu làm nụng sớm nên là em già dặn trước tuổi ấy. Thế nhưng mà đến cái điểm nào mà em quyết định là chọn anh ấy là người yêu của mình? Em nghĩ là đến cái thời điểm mà anh ấy đưa em về nhà trong gia đình của anh ấy thì anh ấy có giới thiệu bố mẹ của anh ấy với em. Thế nhưng lúc đó em có biết là bạn này có một anh chàng 1981 không? Bắt đầu thì có nghĩ đến, nhưng mà sau đấy thì gần như là tin là có một anh nào đấy đang cạnh tranh với mình. Em phải biết chứ, vậy em phải linh cảm chứ. Linh cảm được, bởi vì em nhớ có những lần rất là lạ, tức là ví dụ đang nói chuyện với nhau rất là bình thường, xong quay ra dỗi xong bảo là đừng có liên lạc với em nữa. Sau tầm 2-3 ngày sau thì lại bảo là em hết giận rồi. Thì đấy lại đang cần view đấy, trong tức là lại thấy sự thất vọng gì với anh 81. Tức là cái lúc mà bảo mình đừng liên lạc là lúc đấy đang đi chơi với anh 81. Thì đấy, thì bạn đang thế, sau đấy 1-2 ngày thì bắt đầu là có được. Một cái gì đó không vừa lòng với anh 1981, thế là chuyển hẹn bảo em hết dỗi rồi. Không, chắc là hôm đấy anh 81 đến nhà chơi. Cho nên là bảo mình đừng có sang nữa. Đấy. Nhưng mà là lúc đó là em hoàn toàn không biết là em có một nhân vật cạnh tranh với mình. Em linh cảm là có. Linh cảm thôi. Thậm chí nó có cả 2-3 người. Rồi đến khi nào thì em mới biết coi như là thực tế là có một người cạnh tranh với mình luôn. Thì lâu lâu thấy đang ngồi đồ chơi với nhau, sau nghe điện thoại đi ra ngoài. Vậy em có truy không? Em có truy không? Em biết là thực ra phụ nữ thì có người ta phải chọn lọc kỹ ấy. Cho nên người ta có cái quyền được lựa chọn cái đối tượng để tạo hạnh phúc cho người ta ấy. Mà em lúc đó chỉ mỗi đối tượng này thôi. Vâng, em cũng kệ, em bảo là nói chung là cứ để xem ai thắng.
Ở bây giờ tới cái chỗ mà đưa cổ về gia đình á, thì bên ủa tại sao đưa về gia đình bên ảnh mà em lại thấy là chốt hạ luôn, là chốt hạ luôn đấy luôn. Dạ. Tại sao, lý do? Cũng rất là khó diễn đạt, nhưng mà lúc mà em gặp bố mẹ chồng em bây giờ ấy, thì em cảm nhận được yêu thương và có một sự ấm áp. Ba mẹ chồng em nói chuyện thì nói chuyện bình thường thôi, chứ không phải kiểu khéo léo hay gì đâu. Ông bà là giáo viên. Thế nhưng mà ông bà rất là nhẹ nhàng và kiểu quan tâm ấy. Thì cái cảm nhận đó đến tận bây giờ em vẫn thấy đúng. Ông bà rất là thương em. Như vậy là các bạn chốt hạ từ cái hôm mà đến thăm gia đình bên đây. Rồi như bên kia là coi như là hủy luôn. Đó. Hủy luôn không? Cũng vẫn chưa hủy luôn đâu ạ. Cũng vẫn chưa hủy luôn đâu ạ. Có một lần anh 81 anh đến nhà chơi, thế là em đang ở nhà anh này, em mới chạy về phòng trọ. Thế không hiểu sao anh này anh linh cảm được là có ai đây đến. Thế là anh đi phi xe máy anh đến phòng trọ của em. Sau đấy là hai bên gặp nhau. Vâng. Rồi sao? Đâu để nghe cứ nói chuyện nhau bình thường thôi. Em đến nói chuyện bình thường luôn. Vâng. Hay vậy? Trong câu chuyện là nói về nội dung gì? Cứ hỏi anh làm nghề gì rồi anh đến lâu chưa, anh ăn gì không? Ai là người đi về trước? Đúng rồi. Thế thì anh kia đi về trước. Không, tại vì cái này là nó là khách quan thôi. Anh ấy là làm nghề xây dựng. Thế thì anh ấy là kiểu đang có công trình Hà Nội ấy. Thế là sếp gọi điện nhiều quá. em ngồi cạnh em nhìn thấy mà. Bỏ lỡ cả chục cuộc điện thoại của sếp luôn. Thế sau là ông ấy không gì được, ông phải về. Không chờ được nữa. Thì em xong rồi em đưa cô này đi ăn, rồi đi mua quần áo thì em biết là em đang chiếm ưu thế. Đúng rồi, em kèo trên rồi. Có nghĩa là kể từ bữa đó là coi như là chốt hạ luôn là anh này. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Các bạn yêu nhau bao lâu thì mới là đám cưới? Bọn em yêu nhau 4 năm. 4 năm thì mới làm đám cưới. Và 4 năm đó có bình yên không? Hay không, là có những cái sóng gió gì nó xảy ra? Em cảm thấy em với chồng em cứ như kiểu là đối thủ ăn oán của nhau ấy. Tại vì là bọn em cũng ngọt ngào hạnh phúc được một khoảng thời gian sau khi là quyết định chốt hạ. Thì bọn em cãi nhau rất nhiều. Về vấn đề gì? Tất cả mọi thứ đều khiến bọn em cãi nhau. Ăn gì cũng khiến cãi nhau. Rồi đi chơi ở đâu cũng khiến cãi nhau. Rồi mua cái đồ gì cũng khiến cãi nhau. Và vậy là khác khẩu đấy em. Khác khẩu đó. Cãi nhau rồi có choảng nhau ấy. Cái tầm năm thứ 3 ấy thì là cũng lên ý định là cưới nhau rồi, nhưng mà đợt đấy là em cũng hơi tham việc, mà em cũng kiểu em không quá để tâm vào cái việc đấy ấy. Dẫn đến là vợ em nghĩ là em không muốn cưới rồi và đòi chia tay. Thì bẵng đến khoảng nửa năm đến một năm sau thì em cố gặp em xin lỗi vì anh chưa trưởng thành ấy, nhưng mà anh vẫn tin là mình sẽ, nếu mà còn yêu nhau thì sẽ đến được với nhau. Tức là yêu nhau say đắm đến 3 năm rưỡi thì bắt đầu xung đột. Đấy, vâng. Xung đột để chia tay nhau khoảng 5-6 tháng. Vâng. Thế xong rồi anh ấy quay lại quyết định là cưới luôn đấy. Cưới luôn. Đúng không? Như vậy là cưới nay là được mấy năm rồi? Bạn em cưới nhau được gần 7 năm rồi ạ. À? Mấy cháu rồi em? Cháu 3 tuổi. 4 năm sau rồi mới có con. Bạn em chỉ kế hoạch 1 năm vì lúc đấy em đang học cao học. Sau đấy thì thả ra nhưng mà nó hơi khó có con ấy. Thì vừa chuyển sang cái nhà mới hai vợ chồng em mua thì có em bé đó. Trong cái khoảng thời gian mà sau khi cưới á, ngoài cái việc gọi là các em khó có con, dạ, thì còn có những cái biến cố nào nó đến với hai vợ chồng hay không? Năm 2020 có một cái biến cố nó diễn ra, lúc đó là em sinh em bé được khoảng tầm 6-7 tháng. Thì anh xã của em là bị ốm, và ốm đó là ốm về tinh thần đấy ạ. Tức là anh xã em bị một cái chứng rối loạn về hệ thần kinh ấy. Lúc đó thì anh bị sa sút rất nhiều, tức là từ một người đàn ông mà vô cùng thông minh, yêu vợ thương con, chăm sóc gia đình tốt, thì lúc đó anh khủng hoảng và anh bị kiểu như là chán nản á. Và anh xã em đã phải vào trong bệnh viện để các bác sĩ hỗ trợ, cũng như là em cũng là người làm về tâm lý cho nên là em cũng có những cái sự hỗ trợ tích cực về mặt tâm lý cho anh. Em nghĩ là cái biến cố đó nó rất là quan trọng với vợ chồng em. Trước đó thì em đòi hỏi ở chồng em rất nhiều. Chồng em là người mà chịu khó kiếm tiền này, có trách nhiệm về gia đình này, chăm sóc con nhỏ. Nhưng mà em chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Lúc nào em cũng thấy là chồng em không tâm lý, rồi chồng em không chiều chuộng vợ, cứ kiểu tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn từ phía của chồng em. Nhưng mà chính khi xảy ra cái biến cố đấy xong thì khi mà em về nhà, lúc mà chồng em ở viện á, em về nhà em gấp cái tủ quần áo, thì lúc đó trong em chỉ nghĩ một cái chi tiết nó chạy thoáng qua thôi, là có những người phụ nữ vào giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trong cuộc đời này. Nhưng mà mình vẫn còn rất là may mắn là chồng mình đang ở trong viện và anh ấy sẽ quay trở về nhà.
Nhưng mà em có nghĩ là do những cái đòi hỏi quá cao đó mà nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề rối loạn tâm lý em, của Trần? Em có nghĩ nó là một phần. Nhưng mà thực ra thì trước đó hồi sinh viên thì anh xã em đã một lần như vậy. Với cả nó cũng có một chút cái đảo lộn đấy là bình thường thì anh xã em làm việc xong thì bọn em sẽ cùng ngủ. Nhưng mà lúc có con nhỏ thì vì chồng em cũng rất là thương vợ ấy, chồng em sẽ thức đêm để hút sữa cho vợ rồi bế con rồi thay bỉm các thứ. Thế là vì chồng em thì khó ngủ hơn em, kiểu như cái đêm hôm mà nó cứ thức xong lại ngủ thì với chồng em là khó. Thức luôn thì anh xã em lại nghiên cứu thêm về cái hồi đấy anh làm về cái gì nhỉ? Hồi đấy nghiên cứu về cái giao dịch hàng hóa phái sinh. Đó, ở bên Mỹ thì cái giờ nó ngược với mình mà. Thế là chồng em lại vừa tập trung chăm sóc cho con, cho vợ và cả nghiên cứu về làm ăn. Thì lúc đó lại là cái thời điểm mà em kém nhạy cảm nhất về nghề nghiệp. Em không biết được là chồng em đang cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Thì cái sự đòi hỏi của em nó lại tăng cao hơn. Và cứ cái gì mà chồng em làm chậm chậm là em quát lên. Và đấy. Cứ như thế là trở thành một cái sự áp lực. Đúng rồi. Nó hề nề lên chồng em. Đúng ạ. Mọi thứ là bình thường, nó ổn hết chứ. Rất là bình thường ạ. Chúc mừng. Rất là may mắn. Lấy nhau 7 năm rồi, thế có lòi ra tật xấu gì nhiều không? có một cái tật nhỏ là vợ em hay quên. Ví dụ hôm nào mà kiểu đi về muộn hoặc là không ăn cơm ấy thì lại không báo cho mẹ em biết đấy, mẹ em không nấu cơm thì bà vẫn nấu ấy. Sau bà trách là không ăn cơm mà không bảo ấy. Nên là cũng có mâu thuẫn ở cái chuyện đấy. Tức là tụi em ở với bố mẹ chồng. Đúng ạ. Chúng em sống chung với ông bà đúng tròn 3 năm. Thì chuyển ra ở riêng. Chuyển ra ở riêng thì mới thoải mái, mới có con được, không bị áp lực đấy. Vợ là chỉ có một cái là hay quên thôi. Vâng. Thế có còn cái gì nữa không? Có một cái bệnh nhưng là nó kiểu hơi bị nhây ấy. Đùa nhây hay là nói nhây. Ví dụ có một chuyện thôi nhưng mà nói 15 phút xong, trong khi em đã nói là em biết rồi. Em chỉ cần yêu cầu nói 5 phút là em hiểu rồi, mà nó cứ 15 phút nó nói. Tại vì cô ấy là chuyên gia tâm lý mà diễn giả được. Nhưng mà em biết mỗi lần em nói như vậy là chồng em khó chịu không? Em hiểu. Mà em cố tình em nói đúng không? Vâng. Có những khi em cũng phải tạo ra sự khủng hoảng để cho thay đổi ạ. Nhưng mà mỗi lần anh ấy mà khó chịu thì anh ấy thể hiện như thế nào? Chồng em mà khó chịu thì chồng em im lặng. Có hay nhõng nhẽo mà kiểu như là hay đùa theo kiểu mà véo rồi. Đấy có. Thường xuyên. Đấy, tôi nhìn là tôi nghi ngay rồi. Thường xuyên luôn. Ừ. Có bầm không? Cũng không bầm nhưng mà nó cứ nhói nhói gì ấy. Thôi khó chịu. Thế em có thích cái đấy không? Ít ít thì thích chứ còn nhiều. Vừa hay phải thì thích đúng không? Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì Thành? Vợ là đợt này thấy cũng hơi ham công việc nhiều, mong là bớt lại để dành thời gian tập thể dục cho nó khỏe. Đấy, cái đấy là cái cần thiết nhất. Nếu mà có thời gian nữa thì chơi với con ở nhà với chồng. Đấy. Đấy. Có nghĩa là chỉ cần dành thời gian cho gia đình hơn. Bớt công việc lại. Đúng không? Dành thời gian cho chồng, cho con nhiều hơn. Yeah, được không? Đừng có nghĩ là cái não mình nó không bị accident giống như chồng mình nha. Nhìn làm nhiều việc, nhiều áp lực quá là mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ tới em đó. Trước đây thì em mong muốn là chồng em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà như hiện tại thì em cũng giống như anh ý. Tức là em không cần anh ấy phải thay đổi gì cả. Cứ nguyên vẹn như thế này. Khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, thoải mái và có được cái sự đồng hành cùng với em là được rồi. Còn lại thì em nghĩ là mọi thứ trong cái hành trình cuộc đời á, đó là nhân duyên. Và em nghĩ là bản thân mình là cái người thay đổi thì cái người chồng của mình á, sẽ được ảnh hưởng theo. Và thực tế thì em thấy là trong nhà em ý, thì cứ em mà suôn sẻ thì chồng em cũng rất là nhịp nhàng, không vấn đề gì cả. Chị thấy á, em là cái người đàn ông của gia đình. Khi mà em đã xác định em lấy vợ rồi á, em tự đặt em vào cái vai trò là bắt buộc mình phải là trụ cột của gia đình. Mà em phải nhớ là bên cạnh em là có một con ngựa chiến tuyệt vời. Cho nên rằng em đừng lo, em cứ an tâm là trong gia đình á, cứ 50-50 cho chị. Vâng. Thì như thế có nghĩa là hai đứa đều giữ được cái đầu óc, đỡ cái phần áp lực trong công việc, đúng không? Rồi 50% kia để dành cho nhau. Hai đứa tụi em là song kiếm hợp bích á, thì gia đình tụi em không bao giờ có cái chuyện mà không thành công, không bao giờ có cái chuyện là không no đủ. Em cứ yên tâm vấn đề đó. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Tự nhiên cái bảng bật dậy.
cái tưởng là đi vệ sinh hay uống nước thôi. Xong tự nhiên cái quay lại hỏi sao, ủa anh ơi máy bay đáp lúc nào vậy anh? Ủa anh ơi máy bay đáp lúc nào vậy anh? Máy bay đáp ở đâu mà hay vậy anh? Xong rồi có mấy người, ủa em bị gì vậy, em bị vậy? Xong rồi cái hồi tao cái xì xì với cái lại lăn ngủ tiếp. Tự nhiên con đang nằm rất là ngủ rất là say luôn. Mà tự nhiên vợ con tát yêu một cái, mà tát cũng không yêu lắm đâu, cũng chát một cái. Không biết hỏi ra cái chỉ à, tối qua anh nắm tay nhỏ nào, tối qua anh nắm tay nhỏ nào à, game trong mộng hả? Dạ đúng rồi, game trong mộng. Dạ đúng rồi đó. Cô vợ chồng con nó như nhau á, nó tăng động mà nó kiểu nó nhây nhây á cô. Thôi mình làm gì cho nó vui xíu. Không, cái con chiêu của con quá hay luôn. Dạ. Thiệt. Cái con đặt mấy cái quần lót á, cái xong rồi mấy cái hình chibi, xong rồi con ghép cái mặt con vô. Xong rồi con đặt 4 cái. Con không biết vì sao mà người ta giao cho con có một cái lại có hình của bạn khác. Nhưng mà ông nội này ông vẫn mặc cô. Trời, bữa con giặt rồi tự nhiên thấy ủa cái gì đây. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh, hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Rồi, chào hai em. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì con tên là Vũ Minh Đức. Hiện tại là con 27 tuổi. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghề nghiệp hiện tại của con là kỹ sư phần mềm. Dạ, con xin được chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 27 tuổi. Thật ra thì con cũng đa ngành nghề lắm. Con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Con đa ngành nghề là gì nè? Thật ra cái công việc chính của con khi mà học và làm luôn là hướng dẫn viên du lịch. Con cũng có dẫn chương trình, có cộng tác cho đài truyền hình, đã từng cộng tác, cũng đi dẫn chương trình sự kiện. Hiện tại thì con đang làm chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày. Cho nên là công ty không cho con làm việc hướng dẫn viên nữa. Và con phải chuyển sang công việc văn phòng cho một shop thời trang. Rồi bây giờ nè, chắc có lẽ là đi du lịch. Và trong một cái tour đó thấy cô hướng dẫn viên du lịch này cao quá, xinh quá. Và thế là có cảm tình và theo đuổi, đúng không Đức? Dạ vâng, con cũng tin kể luôn nha. Đúng không? Bị đúng cần xác nhận đúng không rồi? Dạ đúng, dạ đúng. Yes. Chúc mừng em. Dạ. Lần đầu tiên em làm thầy bói nó thành công. 1001 đoán thì vẫn dính một cái. Dính một cái một. Chú Thuận chưa bao giờ đoán đúng cho cặp nào hết. Riêng cặp tụi con là chú Thuận là con may mắn có duyên đúng không? Dạ. Hên lắm nghe. Rồi con kể đi con. Ấn tượng đầu tiên của con về vợ như thế nào? Dạ thì con gặp vợ con là trong một cái chuyến tour du lịch của công ty. Đi đâu? Dạ đi Nha Trang. Thì cái hôm đó là công ty con là tổ chức một cái gala dinner, nhưng mà có làm lửa trại. Thì vợ con là đứng phát nước cho cho mọi các người. Thành viên. Dạ. Ủa, chỉ có phát nước thôi hả? Dạ đúng rồi. Xong rồi con mới mong men đi lại. Thì cũng tại vì nhiều người phát thì con thấy vợ con là bạn dễ thương nhất thì mình lựa cho nhấn đó. Dạ đúng rồi. Thì con lại con hỏi con lịch sự là bạn ơi mình order nước được chưa. Xong rồi thì vợ con mới kêu là dạ được anh. Xong rồi nó mình có cần thanh toán ở đây luôn không bạn. Thì vợ con mới kêu là của anh 50.000 nhưng mà anh đưa số điện thoại cho em là được rồi. Dạ thật ra là khi mà dẫn tour thì trong cái đêm đó là đêm cuối cùng của tour, là mình đang rất là phấn khởi là mình sắp được về nhà rồi. Và cái đoàn đó là toàn là kỹ sư trẻ hết đó cô. Dạ. Và thực ra thì con với mấy anh chị hướng dẫn viên khác vẫn đứng gửi nước, là gửi bia, gửi nước ngọt và gửi nước suối cho khách. Và tất cả mọi người đều đang rất là vui. Và thực ra là ai không, tụi con cũng chọc hết. Có riêng chồng con bị dính thính thôi. Có nghĩa là con đâu phải con, trả tiền đúng không? Có phải trả tiền không? Rõ ràng là mình đã được thông báo trên xe là sẽ gửi nước cho khách. Cho nên các anh chị mình khi mà khách nước có thể lại khu vực tụi em để lấy. Nhưng mà không biết sao là cứ gặp là hỏi ủa em có tính tiền không? Cứ tính tiền không đó. Thì con mới nói là không, có 50.000 á. Cái kiểu thấy đờ đờ rồi xong con nói là thôi đưa số điện thoại cho em cũng được. Cái kiểu là vậy. Là con không biết là được free hả hay sao? Không, con biết là free nhưng mà con ghim. Con ghim là tự nhiên cái mình không quen biết gì mà mình không chọc bạn thì thôi sao bạn chọc mình. Thế là con móc điện thoại ra, con nói là anh cũng đang muốn xin số điện thoại của em nè. Con đưa ra xong cái thế là bạn rụt lại rồi. Dạ nên thấy con cũng lảng lảng đi luôn. Ủa dạ. Nhưng mà cái câu mà em ghẹo cổ đó là em ơi chai nước này bao nhiêu tiền hả? Chắc cũng tương có tự trả tiền không? Dạ, trả tiền không em? Tức là
Đó. Bạn này là bị bạn này ghẹo. Biết đó, mà bạn này mới hỏi là bạn này là nên... uống nước có trả tiền không em? Ừ đó, đó không cho cần nên... trả tiền anh đưa số điện thoại cho em được rồi. Con mới nói là của anh 50 ngàn, tại vì con biết là miễn phí mà còn hỏi tiền, con ghét. Con nói là của anh 50 ngàn, xong cái kiểu đơ đơ này nè, ủa ý là hắn biết sao, tại sao lại trả tiền á, cho nên là thôi anh để số điện thoại cho em cũng được. Cái ông này không biết sao ông nhiệt tình, ông móc điện thoại ra ông xin thật luôn. Mà kiểu như con đang giỡn thôi à, chứ con không có muốn xin thật. Tại vì con thực ra đi tour con ít khi nào mà, tại vì khách biết số điện thoại con hết mà. Con chi phải xin như vậy. Đấy, nhưng mà bạn này khác xe con chứ không phải là đi xe con nha. Rồi sau chuyến đi đó thì sao nào? Dạ thì con cũng có đâu có hỏi... số điện thoại của nhau. Dạ đúng rồi. Dạ. Con cũng hỏi một số người nhưng mà người ta lại không muốn chia sẻ. Thì chắc con nghĩ là cũng cũng là nhiều người gọi là săn, đang săn đón á, nên người ta cũng không chia sẻ. Nhưng mà tình cờ lên Facebook, với lại con cũng hỏi một cái anh hướng dẫn viên xe con, ảnh con còn nhớ tên ảnh là Đức Hiếu. Thì anh Hiếu Võ. Anh Hiếu Võ thì ảnh mới cho con, ảnh kêu là ừ anh cho em số của bé này nhưng mà em đừng có nói nha, mất công anh bị la bị rầy đó. Dạ thì con chưa kịp con nhắn tin nữa thì lên Facebook là thấy bạn bè trong công ty là tát vợ con vô rồi. Dạ thì nên con inbox thẳng luôn, con nhắn cái câu đầu tiên con chào Duyên, thì Đức nợ Duyên một số điện thoại. Cái tự động gửi số điện thoại qua luôn. Rồi con có trả lời không? Dạ lúc đó con cũng không có trả lời, con accept thôi chứ con chưa có trả lời gì hết á. Tại vì cơ bản là nói chung là tất cả đều là Duyên á. Có nghĩa là bình thường mình ghẹo nhiều người lắm, nhưng mà có mình này, ông này ông dính. Với lại là trong đoàn thì xe con thì mọi người đang cáp con với một cái anh kia. Anh đó cũng dễ thương, nhưng mà kiểu mình thấy là không có duyên á. Với lại con đi đoàn kiểu cũng có khách này khách kia làm mai á. Dạ nhưng mà hồi đó giờ không bao giờ con nghĩ là đi làm hướng dẫn là sẽ quen khách luôn. Dạ cuối cùng là quen ông. Bởi vì ông trời ngộ lắm, cứ sợ cái gì là cho cái đó liền hả, lạ lùng vậy đó. Nhưng mà thực sự cô hỏi nè, con không hề có ấn tượng với bạn này hả? Tại vì cô thấy bạn này khi mà bạn nói chuyện ra cái mặt bạn rất là cưng. Mặt ngộ ngộ, cưng cưng sao đâu á. Mà cái giọng cũng hay nữa. Chồng con là quê là gốc là ở ngoài Bắc, nhưng mà chồng con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái cách bạn tiếp xúc với con và cái đời sống của bạn á, y chang là một cái người dân miền Tây. Nói chung là kiểu như lúa. Anh không nghĩ là em không, là gốc ngoài Bắc đó chứ. Giọng rất là miền Tây. Nhưng mà em có thấy cái mặt nó rất cưng không? Mặt đúng dễ rồi. Thiện cảm vô cùng. Mà lại không thật thà. Không ấn tượng gì bạn này. Thực ra còn bạn cũng... này là đổ bạn này là đương nhiên rồi. Cái chuyện đó là cô khẳng định không cần hỏi tới con luôn. Cô cũng biết là con đổ say đổ sẩm rồi. Đó, rồi nhưng mà bao lâu thì Duyên mới cho ảnh số điện thoại? Dạ thì xong lúc đó thì con mới trả lời thôi. Trả lời bình thường thôi chứ cũng không có xin số điện thoại gì hết. Rồi khi nào thì mới có cái cuộc hẹn đầu tiên? Xong rồi cứ nói chuyện tương tác với nhau á. Con thì có một đứa bạn. Có nghĩa là khi mà con muốn tìm hiểu ai, con sẽ gửi cái profile cho bạn đó xem. Bạn đó chỉ cần nói là không, thằng này không được. Kiểu như là lên Facebook soi á cô. Rồi ví dụ như soi bạn này thấy là à có công việc ổn định, rồi nhà cũng ở đây, rồi nhìn mặt cũng có thiện cảm, cho nên là mày cứ tìm hiểu thử. Thì con về con tìm hiểu thử. Thì hẹn cà phê phải lần thứ 2, thứ 3 vậy thì con mới đồng ý. Thì bạn con không cho con đồng ý liền. Bạn đó là quân sư đúng không? Yeah. Kiểu như vậy. Rồi sao? Rồi đi cà phê lần đầu tiên rủ em đi cà phê được thì con nói chuyện gì trong cái lần cà phê đó? Không, con cũng không có nghĩ nhiều là mình sẽ tán bạn. Con cứ nghĩ đơn giản là mình đi mình tìm hiểu, mình tìm mở rộng mối quan hệ của mình thôi. Thì đi con cũng chia sẻ là vừa mới chia tay 3 ngày là gặp bạn. Xong rồi hẹn lại bạn gái hả? Dạ, mới chia tay. Mới chia tay 3 ngày cái đi như ta ngày 3 tháng 10 đúng không? Thì ngày 7 tháng 10 là con gặp vợ con. Thì cũng chia sẻ là mình cũng trải qua mối tình, vừa mới kết thúc mối tình 3 năm rồi này nọ, thì cũng hai đứa cũng chia sẻ nhau, thì tình cờ là tụi con cũng gọi là giống nhau trong cái mặt tình cảm, là cũng là bạn này cũng mới chia tay luôn. Dạ con chia tay chắc khoảng năm hơn. Thì thấy con thấy thật sự đồng cảm giữa hai con á. Thì con cũng nghĩ là mình có một mối quan hệ tốt. Thì sau đó thì cũng vô công ty cũng nổ, tại vì tính con hay nổ lắm. Thế vô công ty nổ là mới đủ đi chơi được nhỏ hướng dẫn viên nè. Xong ấy, mấy ông công ty mày xạo quá, ai tin mày đâu. Xong rồi con biết trước rồi nên hôm đó là con chụp một tấm hình. Hay con đưa ra. Xong rồi phía bên công ty lại thách tiếp. Mấy anh trong công ty lại thách tiếp là giờ mày tán đi tao mới bái mày làm sư phụ. Dạ nè, thì con cũng nghĩ là nó vui vui thôi chứ cũng không ai nghĩ là mình sẽ quen bạn vợ con đâu. Thì đi chơi đâu đó lần thứ 2, thứ 3 thì đúng một tháng sau thì con hẹn bạn này ra quán trà sữa gần nhà anh. Con
nói với bạn là ừ thôi Đức thấy tụi mình cũng có duyên thì thôi, thì bây giờ Đức muốn tìm hiểu duyên một cách nghiêm túc nhưng mà vẫn không tin. Dạ, vẫn không sao tin. Lại không tin duyên hả? Dạ. Cái điều gì ở ảnh mà mình lại không an tâm mà mình không tin ảnh? Không ai đi tỏ tình mà nói là ừ, tại vì hồi xưa là mấy anh trong công ty thách anh quen được em, con nghe con giận, cái con không chịu. Con nghe con kiểu như là mình không có thật lòng á, kiểu mình chỉ là qua đường, kiểu như là tán chơi chơi thôi. À, cái kiểu như không có phải là nghiêm túc trong mối quan hệ ngay từ đầu, kiểu như vậy. Và khi mà tụi con nói chuyện nhiều với nhau, lý do là cái nhà trọ của con ở lúc mà con là sinh viên á, thì ở kế bên cái nhà của chồng con luôn. Kế bên con đường, khi mà nói chuyện với nhau là hỏi ở nhà anh ở đâu thì ở ngay chỗ đó. Và cái quán ăn, những cái quán gần đó hai chồng đều biết hết. Các cô bán tên gì là hai vợ chồng biết, cho nên hai chồng nói chuyện nhiều hơn. Mình tương tác nhiều hơn. Là như vậy. Nhưng mà rồi không... sao nữa? Rồi mối tình nó tiếp diễn ra sao nữa? Mà sao ông cô gái ông thật thà như vậy? Không gái mà ông còn khai luôn cái vụ là bị người ta thách có bồ nữa. Tại con nghĩ là mình cứ nói thật ra đi thì có người ta sẽ giống như là hiệu ứng nó ngược lại chút. Nhưng mà duyên không chấp nhận gì thì cái điều gì mà khiến cho hai đứa đến được với nhau? Dạ con vẫn chạy cối. Dạ tiếp luôn. Duyên kêu là bị ho này kia thì con mua thuốc ho qua tận nhà ăn đưa luôn. Nhưng mà không chịu xuống lấy. Dạ, thì qua một hai lần như vậy thì chắc là cái nhờ cái sự nhiệt tình của con thì mới kiểu cảm giác là duyên cảm động và dạ, chấp nhận đúng không? Mà từ cái lúc mà quen nhau tới khi mà đăng ký kết hôn á là 3 năm, là hết 2 năm chồng con đi nghĩa vụ. Và hết dồn trong đó là 2 năm là dịch nữa rồi. Dạ cho nên là cái thời gian hai vợ chồng gặp nhau nó không có nhiều. Tụi con bị yêu xa nhiều luôn. Dạ. Khoan, có nghĩa là yêu trước khi là Đức đi nghĩa vụ. Có nghĩa là tụi con không có một cái lời tỏ tình nào chính thức hết. Có nghĩa là quen gặp nhau từ tháng 10 nhưng mà tới tháng 1, tháng 2 gì đó là chồng con đi nghĩa vụ luôn. Và chồng con cũng bị sốc là nhưng mà biết. Lúc đi nghĩa vụ là đã là quen chưa? Quen rồi đó. Thì cái kiểu nhưng mà kiểu cái khúc nào mà quen là con chấp nhận. Không có tại vì nãy giờ Đức kể là chưa thấy là dạ, cái đến cái lúc nào mà duyên coi như là đồng ý làm bạn gái của Đức cả. Dạ, tụi con là giống như không là có một lời tỏ tình như là một cái dòng nước hiểu. Suối nó nghiễm nhiên nó chảy vậy đó. Ừ, chứ không có dạ, đúng không dạ. Không có một con đập nào ngăn dạ. cách để rồi hòa vỡ không có gì đó. Không có luôn, tại vì dạ. cái chi tiết nè, mua thuốc đến rồi cũng không xuống lấy. Là tới đó là coi như là chững lại luôn. Rồi là bao lâu thì đi nghỉ vụ? Dạ thì qua Tết là mấy nghĩa là cái chỗ tháng 10 nè, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 đi nghỉ vụ rồi. Ba là đi nghỉ vụ. Là yêu xa 2 năm. Dạ. Rồi đi nghỉ vụ về là dịch giật rồi là yêu xa 1 năm. Dạ thêm gần 1 năm nữa. Cái lúc mà chồng con đi nghỉ vụ á là cái ngày đi á là thường á là người ta cắm trại xong là sáng hôm sau người ta sẽ đi luôn. Nhưng mà riêng chồng con là không, anh không có đi đâu, yên tâm đi, không có đi tại vì đang làm kỹ sư mà sao đi được. Không, anh không đi đâu. Xong rồi con nói là thôi bây giờ anh cứ cho em địa chỉ đi, ví dụ như mà tới nơi anh đi á thì em tiễn anh, còn nếu như mà không đi thì em đón anh về. Trời, tự nhiên tới nơi cái ông khoan chưa biết rồi luôn. Nhưng mà tới khúc đó là đã nắm tay chưa? Dạ rồi. À nắm tay rồi đúng không? Dạ rồi. Dạ. Rồi bây giờ nè, rồi tiễn đưa đi nè, rồi tới chỗ đó. Dạ thì cái lúc mà tự nhiên cái lên xe cái đi luôn và kêu con nói là em nói công ty cho anh nghỉ nha. Trời, ông tỉnh tới như vậy luôn á, kiểu như mình mất 2 năm nữa cô, mình đang đi làm, tức là mình đi làm rồi và mình cần một cái người nào đó cũng đi làm mà có thể nương tựa với mình. Đùng một cái đi nghĩa vụ là mình coi như là không có người để nương tựa rồi, kiểu không có người ủ hỉ này kia, xong rồi cái thấy hụt hẫng, con khóc quá chừng luôn. Là khóc cái lúc mà nhìn thấy anh lên xe đó không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn được lên thăm non đúng không? Dạ vẫn lên thăm, nhưng mà 3 tháng đầu thì hơi khó thôi, tại vì đi hơi xa, tại vì đi xuống Củ Chi rồi là con phải chạy xuống dưới thăm. Hơi cực, như là kiểu 3 tháng đầu thì hơi cực đó cô, cho nên thành ra là bạn hất đầu đinh. Bạn hết đầu đinh rồi, nhìn ốm mà đen, nhìn xấu. Dạ, đợt cái con xuống 10kg. Nhưng từ... mà trong cái khoảng thời gian mà chồng đi nghỉ vụ vậy thì là duyên ở nhà vậy đó thì là có nhiều anh chàng theo đuổi rồi không? Dạ thực ra thì kiểu như là nếu như mà nói không có thì cũng không đúng, nhưng mà kiểu như vẫn có kiểu như khách của mình á, rồi đồng nghiệp hay này kia thì kiểu như là vẫn có người nhắn tin, nhưng mà thực ra thì cái này là phải tin, giống kiểu là nhiều người vẫn hay nói chồng con là ủa sao mày lấy vợ mà mày vẫn cho vợ mày làm hướng dẫn viên, rồi sao mà mày không ghen được. Dạ, nhưng con nói là ngay từ đầu nếu như mà anh xác nhận là anh xác định nếu như mà ghen thì không quen được em đâu, tại vì phải tin nữa. Dạ, và nếu như mà không tin thì tụi con không có tới bây giờ mà tụi con cưới nhau tới bây giờ đâu. Nhưng mà trước khi chồng con đi nghĩa vụ là con đã tới nhà chồng chưa?
gặp bố mẹ chồng chưa? À, là ngày Tết á, là ngày hôm Tết á, là ngày mùng 2 Tết là con là hướng dẫn viên trực đường Hoa Nguyễn Huệ. Là con áo dài, nhưng mà ngày hôm đó chưa có lãnh đạo nào tới thì chồng con mới chở con về nhà của chồng con. Con nói là bây giờ là vô là phải mua cái quà gì đó, tại vì lần đầu tiên mình về ra mắt. Nhưng mà chồng con thì kiểu là không sao, không cần gì hết. Rồi bây giờ con không chịu, giờ tới nhà rồi phải mua cái gì, phải chở ra mua cái gì đó mới vào nhà được. Thì con mới ghé tiệm, con mua được hộp bánh rồi con qua con gặp bố, có bố nhà thôi. Thì con chào bố rồi nói chuyện một chút xíu rồi tụi con đi. Lúc đó là ra chưa? Lúc đó là chưa đi nghĩa vụ? Dạ vâng, chưa đi. Là xong là qua Tết là đi liền. Rồi tầm tháng 1 á. Dạ. Rồi cái lần sau, có nghĩa là sau khi đi nghĩa vụ là về thì... là có đưa Duyên về nhà nữa không? Dạ là cái... Trong lúc đi nghĩa vụ thì sẽ có những cái ngày mà chồng con được nghỉ phép á, ngày chủ nhật á, thì có đưa con về nhà ăn cơm, nhưng mà ít lắm, rất ít. Như vậy là các bạn là từ lúc mà yêu cho tới lúc mà coi như là yêu xa 3 năm trời, anh ấy đi nghĩa vụ, rồi mất bao lâu nữa thì các bạn mới cưới nhau? Thì dịch xong mới cưới đúng không? Dạ, vậy là tụi con mới cưới đây. Là... Dạ. Vậy là tổng cộng là 3 năm rồi, 2 năm. Khoảng 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi. Dạ thì... tháng 5 năm ngoái là nhà chồng con xuống hỏi cưới con. Là vừa hỏi cưới xong là tháng 6 là dịch. Là Sài Gòn lockdown luôn, là không gặp nhau luôn cho tới khi dự định là tụi con là tháng 10 cưới. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì nhà chồng con gặp biến cố. Là mẹ chồng con mất. Dạ. Mẹ chồng bị bệnh à? Dạ. Mẹ con bị bệnh ung thư. Thì cũng phát hiện lúc cũng giai đoạn cuối rồi á. Ồ thì, vậy hả? Mẹ lớn tuổi chưa con? Dạ mẹ con nếu mà tính đến bây giờ thì khoảng 58 tuổi. Wow, vậy là mẹ mất, dạ. mất sớm quá đúng không? 58 nhưng mà kiểu phát hiện trễ quá cô, mà phát hiện trong dịch cho nên mình không đi khám và không chữa trị, nói chung là mọi cái không ai đi thăm được, rất là khó khăn. Nghĩa là mẹ không kịp coi như là dự cưới hai đứa luôn. Dạ vâng, thì cái hôm mẹ mất thì dự tính là trùng như cái ngày cưới của tụi con. Ồ vậy hôm mẹ mất luôn. Dạ. Thì cũng may mắn là cái khoảng 2 tuần cuối đời của mẹ thì vợ con có được giống như là nhờ một cái chuyến xe mà chở hàng hóa nhờ một cái chuyến xe kiểu như là chở nhu yếu phẩm từ tỉnh vô thì tình may mắn là cũng có người giúp, cũng nên lên Sài Gòn thì cũng chăm mẹ con cũng được 1 tháng cuối đời. À tức là con có gặp mẹ 1 tháng cuối đời. Tại vì theo con được biết là người Bắc đó cô, là kiểu họ cũng quan trọng cái tín ngưỡng này kia, nghĩa là nếu như mà mẹ mất rồi á mà mình chưa đăng ký kết hôn á thì mình sẽ phải để tang 3 năm rồi mới cưới được. 2-3 năm gì đó, tại chồng con là con trai á. Cho nên là bố con mới gọi con lên sớm để đăng ký kết hôn trước khi mẹ mất. Vậy là mẹ cũng mãn nguyện rồi, có nghĩa là mẹ được con chăm sóc 1 tháng rồi. Là con... Sài Gòn vừa lockdown là con lên liền luôn. Là hai đứa lại cũng đăng ký kết hôn. Thành ra là mẹ cũng mãn nguyện rồi. Là một tay là Duyên chăm sóc mẹ chồng. Dạ đúng rồi. Cái giai đoạn đó thì nhìn thấy vợ như thế nào? Thì con khẳng định luôn đến bây giờ luôn là con đã chọn đúng người rồi. Là lúc trước là mình nếu mình nói chọn đúng người thì người ta sẽ không tin mình, nhưng mà sau những gì mà tụi con trải qua rồi, là 2 năm nghĩa vụ rồi, mẹ con bệnh rồi, vợ con chăm sóc từng ly từng tí một, chuyện vệ sinh là chuyện ăn uống là chỉ có mẹ vợ con làm được thôi. Còn thì con thấy là chắc chắn phải là Duyên rồi, chứ không thể nào ai khác được đúng nữa. Đúng rồi. Dạ. Nên đúng rồi. Nhiều khi kiếp trước con là con ruột của mẹ. Dạ. Tại vì khi mà con lên, con chủ yếu là con đăng ký kết hôn thôi. Mẹ con thì gia đình con không ai cho con lên hết. Tại vì khi mà mình lên lúc đó Sài Gòn đang dịch chết rất là nhiều, mẹ con rất là sợ. Thì con chưa có tim. Mà mình cho con mình lên thì dòng họ sẽ chửi mẹ con rất là nhiều. Tại sao lại cho Duyên nó lên như vậy? Cưới thì chừng nào cưới cũng được. Nhưng mà kiểu con không biết sao á, con đang thuyết phục được mẹ. Thì ba với mẹ cho con đi, nhưng mà khóc nhiều lắm. Kiểu như là con xác định luôn khi mà có chuyến này con lên là con khó về lắm. Tại vì mình không có lý do để mình về đâu. Đúng rồi. Dạ, khi mà con lên thì con đăng ký kết hôn liền. Rồi sau đó thì tự nhiên cái mẹ không có đi di chuyển được nữa, là chỉ có là nằm tại chỗ luôn. Là tự nhiên con lên là mẹ nằm, bắt đầu nằm là 2-3 ngày sau mẹ nằm luôn á. Thì lúc đó mình không về được nữa, không có lý do để mình về. Lúc đó mình thấy mẹ thương lắm. Rồi sau đó khi mà tới khi mẹ mất á, thì lúc đó mình muốn về cũng không được, tại vì phải cúng cơm 49 ngày. Đó rồi phải ở thêm 49 ngày. Nói chung là con ở từ cái lúc mà con lên Sài Gòn cho tới bây giờ là con ở nhà chồng luôn. Tới bây giờ luôn. Dạ. Dạ thật ra thì con nói hơi xạo dòng họ con một xíu để cho yên tâm á,
là con lên đây con ở trọ rồi con qua con đó cho mẹ. Chứ thực tế là con ở nhà chồng con hết. Bây giờ thì chắc lẽ là gia đình mới biết đúng không? Dạ, chắc là giờ mới biết. Mà thật ra là gia đình em nếu mà biết được cái việc làm ý nghĩa đó thì sẽ rất là quý. Dạ, chắc là con nghĩ lý do đó cho nên là bên nhà chồng thì mấy cô mấy bác mấy chú rất là thương con. Kiểu như là người ta đã rào lại rồi mà mình dám nhảy rào qua. Kiểu vậy. Dạ. Thật ra yêu là... trong cái giai đoạn đó nó cũng rất là khó. Dạ. Trời, Sài Gòn lúc đó khủng khiếp lắm em ơi. Cách đây một năm ha, sợ quá. Khủng khiếp lắm. Vậy là bây giờ là tụi con đã có em bé chưa? Là một bé. Dạ một. Dạ là đang. Dạ hồi nãy con nói là con đây là chủ nhà trọ cho một cậu bé trong vòng 9 tháng 10 ngày đó. Dạ. Là đang có em bé đúng không? Ồ, vậy mà nãy con nghe thì tôi lại tưởng là có rồi, có đứa nhỏ. Đúng rồi. Dạ. Cô lại nghĩ là em bé sau 9 tháng 10 ngày đã được sanh ra đời rồi đó. Dạ. Wow, là bây giờ là đang có. Dạ, con đang có. Được rồi, chúc mừng nha. Rồi, dạ, 11 tuần. Rồi, chúc mừng con. 11 tuần. Rồi. Gần 3 tháng. Rồi, chúc mừng nha. Sắp sửa biết giới tính đó. Dạ. Con biết rồi. Biết luôn hả? Dạ, con biết rồi. Họ bật mí lắm, riêng trai gái. Dạ, dẫn chồng con dẫn đi đá banh được. Wow, trời ơi, chúc mừng con nha. Rồi, chúc mừng. Trời đất ơi. Dạ, thực ra thì nói mà cái vấn đề trai gái nó không áp lực, nhưng mà khi mà mình... Tại vì nhà chồng con là người Bắc, mà đúng chồng rồi, con là chủ dòng mà. Họ dạ, con cháu đích tôn nữa. Đúng rồi, cháu đích tôn nữa, dạ, đúng không? Cậu ơi, chúc mừng mẹ phù hộ. Dạ vâng, con cũng nói hai vợ chồng trước khi ngủ cũng nói là lúc mà biết được cái tin đó là thấy kiểu là chắc là mẹ phù hộ rồi. Mẹ đó. Dạ. Và hôm nay là các đó. Em lại đang vừa có một cái giây phút nhắc đến mẹ. Dạ. Đó, và lại khoe một cái thành viên, sắp sửa có một thành viên mới nữa. Dạ. Phải là con trai nữa thì rõ ràng là hôm nay là một ngày rất ý nghĩa. Đúng không? Rồi. Tiếp tục đi. Mình qua cái phần kia. Phần kia đi chị. Nó khó chịu cái mỏ ghê á. Chị khó chịu cái mỏ lắm, chị không muốn hỏi đó. Thôi để em hỏi cho. Nhưng mà không được. Bị cái chương trình này mà mình không hỏi là mình bị trút quyền MC. Đúng rồi. Cho nên bắt buộc mình phải làm đúng format, đúng không? Đúng ra không định định ao rồi đó, nhưng mà phải hỏi. Phải hỏi. Bây giờ nè, hai đứa có tật xấu gì không? Sau khi mà về ở chung nhà thì là con có phát hiện ra bạn ấy có tật xấu gì mà lúc yêu nhau bạn ấy giấu không? Đó. Ai khui trước? Con chọn khui trước. Con đợi giây phút phải lâu rồi. Là Đức chắc xem chương trình này nhiều rồi đúng không? Dạ. Con thì cũng không chủ động xem mà vợ con cứ ngồi xem, mà con cứ ngồi kế bên con bình luận. Mà rất thái cái chỗ này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hai đứa con. Dạ thì vợ con thì con hình từ lúc mà quen nhau tới giờ thì tật xấu cũng nhiều, nhưng mà nó vẫn ở trong cái gọi là cái cho phép. Nhiều khi người với người ngoài người ta nhìn vào thì người ta sẽ nói là tật xấu, nhưng mà con thấy nhiều cái đó là rất là thích. Thí dụ vợ con là cứ đi xe thì cứ hết cù lét thì lại cắn, xong rồi lại nhéo. Là ngồi sau xe con là vậy đó. Dạ đúng rồi. Buổi tối đi ngủ nó cũng vậy. Hay là bệnh lạ nè, em ơi, bệnh lạ đó. Bà ngứa nú rồi sao á. Tại vì kiểu như con là hướng dẫn viên á, chồng con đi tới cái đoạn đường này là con ngồi sẽ còn thuyết minh, ví dụ điện Biên Phủ nè, tại sao lại điện Điện Biên Phủ, và con sẽ kể chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông nghe đấy, ông chán á. Bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Đó, con đi tới đâu con sẽ thuyết minh tới đó, nhưng mà ông kiểu ông không chịu, không nghe, ông nghe nhức đầu, ghét là con chọc lét hay con làm gì cho nó vui. Cho tỉnh đó phải không? Dạ. Rồi. Còn một cái nữa là vợ con hay bị mớ. Dạ. Cái đợt gần đây nhất là về quê mà ra mắt dòng họ. Thì tự nhiên cái con đang nằm, lúc đó đêm cũng khó ngủ tại cũng hơi lạ chỗ á. Nhưng mà vợ con thì ngủ rồi. Con nằm con bấm điện thoại, con coi cái này cái kia. Thì tự nhiên cái bà bật dậy. Cái con tưởng là đi vệ sinh hay uống nước thôi. Xong tự nhiên cái quay ra hỏi coi, ủa anh ơi máy bay đáp lúc nào vậy anh? Máy bay đáp ở đâu mà hay vậy anh? Xong rồi có mấy người, ôi em bị gì vậy, em bị gì vậy? Xong rồi cái hồi xong cái ngủ tiếp. Cái xìu xìu cái lại lăn là ngủ tiếp. Bé bị mớ nghề nghiệp. Bị bệnh ngày lâu quá không bay á, đúng không? Không, thật ra con bay nhiều, con lại hướng dẫn con cũng bay nhiều. Nhưng mà con chắc là lần đầu tiên con ra Bắc chỗ lạ, không muốn quen nên con mớ hay sao chắc đó. Con lâu con không làm đó. Con nhớ đó, bị nghề nghiệp á, bị con bị mấy năm dịch á, cấm bay. Dạ. Rồi mớ, nhưng mà thật ra cái mớ đó không phải thật xấu. Cái mớ đó là gần như là cái hành vi đó là người ngủ tao không biết. Dạ không, thì ý con nói là cũng là xấu, nhưng mà con thấy nó đáng yêu, nó cũng mắc cười. Đúng rồi, có khi nào mớ nhéo là cũng không phải thật xấu đâu. Có khi nào mà trong giấc ngủ cô ấy động thủ, động tay, động chân với con không? Mớ mà bật dậy mà tát bóp mặt chồng. Chú đoán đúng quá.
Dạ, mới được đâu một tháng trước thôi. Tự nhiên con rất, đang nằm rất là ngủ rất là say luôn. Nhiều khi mình ngáy mình không biết đâu, nhưng mà tự nhiên vợ con tát yêu một cái, mà tát cũng không yêu lắm đâu, nó cũng chát một cái. Xong mới hỏi ra cái chỉ à, tối qua anh nắm tay nhỏ nào. Chà, ghen trong mộng hả? Dạ đúng rồi. Ghen trong mộng. Dạ đúng rồi đó. Ồ. Thì vậy con là... con cũng không phải là mình mà mình không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên cái mình mới ngủ dậy mình chưa biết gì, mình còn đang gọi là đang nhảy đầu, mình đang nhảy số, xong cái mình cũng nghĩ là ủa mình có làm gì sai không ta, mà sao thì cái đánh mình vậy. Xong mình cứ nghĩ, nhưng mà cũng ngủ đi. Xong cái hồi sau 8 giờ con dậy một lần nữa thì lúc sau mới nói là kiểu, ủa sao mà giấc mơ mà nó thật quá anh này kia. Không biết nè, anh nắm tay nhỏ mà anh còn để cắp sành này gì, tay người yêu tôi nè này kia, mà tả như thật vậy. Nhưng mà lúc không ngủ bình thường là có ghen không? Vợ con thì cũng tin tưởng con. Dạ, không có ghen. À, không ghen. Ghen. Con cảm nhận là không ghen. Dạ không ghen, nhưng mà có thiệt không? Dạ con tin vợ con. Vợ con cũng không tin con. Không nói ra thôi. Dạ. Cho nên mới nói trong lúc mớ đó con. Nó dồn nén á đi vào trong giấc ngủ. Dạ, nhắc cái chuyện ghen thì cái đợt sinh nhật con vừa rồi á thì tự nhiên vợ con học đâu á cái mua mấy cái quần con á. Xong cái bà in cái mặt bà vô. Làm đủ trò này kia, xong cái hỏi ủa sao em mua gì kỳ vậy đấy. Em mua vậy mốt mà có đứa nào mà nó lột lại thấy cái mặt em mà nó ghen. Có đó. Ghen mà không chịu nói. Có đó nghe. Ghen ngầm á, con hiểu không? Đó. Con cũng không có. Ủa nó nghe nè, sao con lại in cái mặt con ở trên một cái, yeah, cái quần ship như vậy? Dạ tại vì con nghĩ là cái chuyện vợ chồng thì nó cũng bình thường à. Nhưng mà kiểu là con tặng giày dép hay là dây nịt nó bình thường quá. Với lại là cái tính của vợ chồng con nó như nhau á, nó tăng động mà nó kiểu nó nhây nhây á cô. Nên là thôi mình làm gì cho nó vui xíu. Không, cái con đặt chiêu mấy... của con quá hay luôn. Dạ. Thiệt. Cái con đặt mấy cái quần lót á, cái xong rồi mấy cái hình chibi, xong rồi con ghép cái mặt con vô. Xong rồi con đặt 4 cái. Con không biết vì sao mà người ta giao cho con có một cái lại có hình của bạn khác. Nhưng mà ông nội này ông vẫn mặc cô. Trời ơi, bữa con giặt đồ tự nhiên con thấy ủa cái gì đây, tự nhiên tại sao lại mặc cái quần này. Anh lộn. Lần đầu tiên chị thấy một cái chiêu ghen mà ghen đáng yêu mà dễ sợ như vậy luôn. Mà nhưng mà nếu như vậy có hình người khác nữa thì cũng có nhiều người có cái chiêu giống con. Nhưng mà cái chỗ in người ta nó lộn đó, đúng không? Mà in lộn à, hay quá, để kỳ này chị chỉ cho ông Liên. Chị vậy? Trời ơi. Chị chỉ cho ông Liên. Thôi mặc vô kỳ đó. Không, cái chiêu đó hay em ơi. Chiêu mặc đó hay vô đó. Nhìn vợ nhìn cười không luôn. Cho nên là khi mà chồng mình đi du lịch đó cô, đi du lịch con cứ cho nó thoải mái, con xếp mấy cái quần nó vô. Đúng rồi. Là mặc và lỡ chỉ được mang những quần nó đi thôi. Tại vì bạn nào mà chỉ cần tuột ra coi là thấy ồ kìa. Rồi thấy cái mặt chủ. Là biết có vợ rồi nha. Đó. Rồi còn tật xấu gì nữa không nè? Con nghĩ chắc ba là nhiều rồi. Không phải, ví dụ như có về hay trò chuyện tám chuyện thiên hạ gì mà về kể cho chồng nghe không? À không, dạ đúng rồi, chú Thuận dự đoán hôm nay là chương trình này dự đoán 100% luôn á. Đúng, nhân viên mà. Dạ. Có nhiều chuyện trên đời lắm á. Con cái đi ngủ là nhiều khi mình đi ngủ 11 giờ mấy thì cũng muốn ngủ rồi, cũng hơi mệt rồi thì vợ con sẽ kể những cái gọi là những cái gì mà thông tin nóng hổi của cái mạng xã hội bây giờ, như là cái vụ mà người ta té lầu, mà kêu anh ơi em thấy người ta té mà ghê quá, em coi em không ngủ được luôn. Xong rồi hôm khác lại lâu lấy cái chuyện hoa hậu ra ngồi nói em chắc chắn là Thùy Tiên đạt top 1, xong rồi ngồi dự đoán năm hoa hậu, mà lúc con coi con cũng không hiểu gì hết, mà vẫn phải nghe. Tại vì không mình nghe là phải giận. Không em ơi, cái đó là nhu cầu thổ lộ đó. Bây giờ mình không tâm sự chồng, mình tâm sự với ai? Đúng. Tại không? Tại vì hồi trước con đi làm á, như con nói chuyện với đồng nghiệp, con nói chuyện với khách. Tại mình lên xe mình phải thuyết minh liên tục. Đúng cô. Rồi, bệnh mình không thuyết minh mà. Thì người ta sẽ nói là hướng dẫn viên làm biến. Đó, mình nói liên tục nhưng mà về nhà không ai nói chuyện với mình đó. Cái bệnh nghề nghiệp của người ta. Người ta là hướng dẫn viên du lịch giỏi giang. Rồi tự dưng bây giờ người ta bị ngưng, đúng không? Cho nên tất cả dồn hết vào trong mơ, con không thấy à? Anh ơi, máy bay đáp mấy giờ? Ơi, con rồi. Có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ con thấy vợ con bây giờ quá hoàn hảo với con. Quá đáng cứ vậy đúng bây không? Giờ con sẽ thay đổi vì vợ thôi chứ. Hay quá. Rồi nhân đây con nói luôn đi, những tật xấu của ảnh. Tật xấu thì thật ra thì cũng nhiều á, nhưng mà con chỉ muốn chồng con thay đổi một số cái, ví dụ như là bớt nóng tính. À, nóng chồng tính con cọc tính, cọc tính. Cọc nhưng mà có cọc tính với vợ không? Cọc, nhưng mà như kiểu con đi, hai vợ chồng đều nhoi hết, nhưng mà khi mà chồng con nóng lên hay gì đó là con sẽ dịu xuống. Đó là cái cách mà hai vợ chồng con từ xưa chứ bây giờ gây con nhau. Là làm kiểu gì? Kiểu sao ta? Có nhiều ông chồng thể hiện là nói lớn,
dạ. Nạt nổ rồi đập đồ, dạ. đập chén, đập điện thoại, nạt rồi đập luôn ảnh cưới luôn. Và kiểu như nạt nổ với anh chị em trong nhà thôi, kiểu gây gây nhau mà hơi lớn tiếng á. Mình kiểu như mình thấy mình ấy thôi. Dạ. Nhưng mà không có lớn tiếng với vợ. Thật ra vừa lớn tiếng là con nói cho là tắt đài rồi. Kiểu như là con dặn xuống, mỗi lần muốn gây nhau là con không có gây lộn được. Cho nên là hồi xưa giờ ở trong nhà giờ cả nhà chưa bao giờ nghe vợ chồng con gây nhau, chỉ nghe giỡn thôi. Chứ chưa giờ gây nhau. Cho nên là mình nhiều khi một người gây thì người kia phải biết dặn là vậy. Cho nên là con muốn chồng con phải là cái người dặn trước. Nhiều khi con muốn với lại là lúc nào cũng phải biết nói câu xin lỗi trước. Làm sai nhưng mà không bao giờ nói xin lỗi nha. Chồng em à? Dạ không bao giờ nói xin lỗi trước. Đợi chọc nha, con quạo thật là quạo luôn mà con tức mà tới nỗi con khóc luôn á thì bắt đầu mới xin lỗi. Đó là mình kiểu mình bị hụt hẫng rồi. Nhây á. Dạ nhây rất nhây. Cái đam mê ấy con ấy. Với lại là chồng con bị cái là ví dụ như người ta nghe người ta nghĩ là vô duyên, kiểu như giỡn, ví dụ như mến đồng nghiệp cho nên chọc đồng nghiệp. Nhưng mà chọc nhiều khi lố quá cái người ta buộc. Đó cho nên là nhây, nhưng mà thực ra là chồng con thích người ta mới chọc thôi. Kiểu vậy. Cho nên là đối với những ai mà chồng con mà giỡn nhây quá là đang chồng con đang gọi là mến, cởi lòng, cởi mở với đồng nghiệp đó, hoặc là anh chị em đó. Còn chứ thực ra thì ví dụ như đi mà không hợp với ai là ngồi im re bấm điện thoại không nói chuyện với ai hết. Cho nên là khi nào là nhiều người đàn ông có cái tính đó rất ngay gặp bản thân cũng vậy. Ví dụ như thân thì mình mới chọc, thân thì mình mới ghẹo, còn không thì chẳng bao giờ nói. Là kiểu vậy á, nhưng mà con sợ nhiều khi mình bị quá ô về bị ô về quá đi. Dạ với lại là chồng con kiểu hơi con nít á, nên là con cần chồng con chững chạc một xíu. Thí dụ như những cái điều gì mà con nói chồng con nít? Chồng nít hả? Nói chung là nhiều lắm chứ. Nói chung là nhiều cái chi tiết mà con nói, con nhận định chồng con. Nội cái nhây đó cũng là nít rồi đó, nhây, đúng nhây. Không? Dạ. Con mê này kia. Con mê game, mê đồ không? Trời, hình như con thấy là hình như đàn ông nào cũng mê game hay sao á ta ơi. Tại vì nếu như mà tại vì bây giờ con đang có em bé, con cần ngủ sớm. Mà chồng con chơi game, ví dụ như mà con kêu tắt loa thì có thể tắt. Nhưng mà cái tiếng của bàn vi tính đó cô, cạch vậy nè, nó không ngủ được. Mình ví dụ như mình chơi là con nói là chơi tới 10 giờ rưỡi nha. Ok, chơi tới 11 giờ mới hết trận. Đó. Thì lỡ dính vô trận rồi. Mà con, cái này cũng thật ra cũng là tật xấu, con không biết phải tật xấu không. Nhưng mà cỡ tới 11 giờ á, nguyên một ngày không có chuyện gì hết. Tới 11 giờ con đợi tắt đèn đi ngủ hết, con sẽ làm con nhảm. Con nói vậy đó, tại sao anh lại như thế này thế kia. Con nói hoài vậy đó, ghét mà chồng con quạo luôn. Bắt đầu 11 giờ con mới bật cái nút nói lên. Dạ, khoảng tầm đó con mới bật nút nói chứ ban ngày con không muốn nói chuyện tới. Ủa sao ngộ ta? Có nghĩa là bắt người ta 11 giờ, 10 giờ rưỡi là phải tắt hết. Đó là ngán ngộ đó em. Rồi xong vừa ình cái lưng xuống nửa tiếng là tới bả mở cái loa. Đó. Tại vì kiểu như là lúc đó con kiểu như con bực quá con nói không được thì con đợi khi nào mà tất cả im lặng hết thì lúc đó con mới nói. Thì ở nhà nhiều khi cũng có người nên con không muốn bây giờ cầu nhau hay là chửi chồng hay là gì á. Nên là hai vợ chồng không gây lộn mà vậy, con chỉ có cầu nhau thôi. Và khi mà con cầu nhau lúc đó thì bất lực. Không có nói được gì hết. Ủa nhưng mà bây giờ cái tật xấu mà chơi game mà chơi tới đêm á thì là cải thiện chưa? Dạ, dạ, hay là đợi nhắc nhở rồi mới bây giờ con muốn chồng con cải thiện, ví dụ như chơi tới 10 giờ là 10 giờ. Hoặc là chơi ít nhất là 10 rưỡi trở về trước thôi. Con mong không, muốn con nói luôn đi con. Đó con mong muốn chồng con thay đổi. Dạ không, bây giờ con muốn chồng con hứa. Đó thôi chồng hứa đi chồng. Dạ đi. Hay có cô Hồng Dân, Quốc Thuận ở đây thì con hứa luôn là nhìn đó, nhìn dạ. em. Ừ anh hứa với vợ là từ giờ là anh nói chơi mấy giờ là anh sẽ tự giác nghỉ. Không bao giờ chơi qua 10 giờ rưỡi. Không chơi qua 10 giờ rưỡi. Nghe tới 10 giờ 29 là tắt đó. Dạ. Đúng không? Rồi. À, có mong muốn chồng gì nữa không? Với lại là kiểu quan tâm giúp đỡ vợ, tại vì trong thời gian này con đang có em bé thì kiểu như là việc nhà hay này kia nên san sẻ với nhau một chút xíu. Đúng rồi. Đúng. Dạ. Cô đang tính dặn con. Tại vì con đang bị động thai nữa. Đó. Thì vậy là phải càng không được để vợ buồn, không được vợ làm nhiều quá. Đúng rồi. Với lại con biết không, con sẽ phải chịu được một số những cái trái tính trái nết của vợ con trong quá trình mang thai. Sau khi sinh có nghĩa là con sẽ phải chịu đựng khoảng gần 2 năm nữa về cái trái tính trái nết của vợ con đó. Phụ nữ mà mới sanh xong là thay đổi khác hơn cái lúc mà đang mang thai. Đang mang thai đã thay đổi rồi nha, sanh xong thay đổi hơn như vậy nữa mà con phải chịu đựng cái đó nha. Cái đó không phải là nó là thuộc tính của vợ con đâu, nó là do hormone nó thay đổi cho nên nó sẽ như vậy. Nhưng mà sau gần 1 năm em bé nó bắt đầu khoảng 1 tuổi rồi thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Đó.
Đức có muốn con mình sau này vui vẻ không? Lúc nào cũng cười không? Dạ cũng cỡ cỡ con được rồi. À, không, đừng ô dè quá đó. Nó vui á là trong lúc nó trong bụng mẹ đó, là mẹ nó lúc nào cũng phải vui á. Cho nên cái điều mà chị Dân khuyên thì nói chung là đủ hết rồi. Nhưng mà anh chỉ muốn khuyên thêm cái nữa là lúc nào cũng vậy, trong cái giai đoạn này nên làm vợ vui. Dạ vâng. Vợ vui thì con sẽ vui và con sẽ khỏe mạnh. Cô nói nghe nè, bây giờ con cái vụ game đó con tạm thời con gác qua đi, mà hai đứa sẽ thay đổi bằng một cái hình thức khác, ví dụ như là trước khi đi ngủ hai đứa cùng nhau coi một bộ phim. Yes. Đó. À. Cô nói thiệt đó, hay lắm. Tụi con mà dính vô một cái phim bộ nào tụi con sẽ bị ghiền, hoặc là tụi con một cái phim tình cảm lãng mạn nào đó tụi con sẽ bị ghiền coi. Mới đầu có thể là con chưa quen nha, nhưng mà coi chừng một tuần lễ thôi là con sẽ bị ghiền coi chung á. Mà cái đó hay lắm nha, thiệt. Mai mốt thứ nhất là em bé nó sẽ rất là nó sẽ rất là thích đó. Nhất là những cái bộ phim nào nó có những cái nhạc hay á con, cái nhạc hay này cái nọ nó thích lắm. Mà vợ con sung sướng mãn nguyện, nó bớt trái tính trái nết nghe thiệt. Rồi nhân hôm nay thì đến với chương trình Vợ Chồng Son thì thôi bây giờ Đức đi đó. Bây giờ chú muốn Đức có một cái lời nói gì đó hoặc có một hành động gì đó với vợ mình trong cái kỷ niệm cái ngày quay hình chương trình Vợ Chồng Son này. Con có cái gì mà bí mật hoặc là cái gì đó mà làm cho vợ surprise không? Dạ thì con cũng có nhờ bên ekip rồi, mình là chuẩn bị một bó hoa. Mẹ. À. Dạ thì cứ nói với vợ. Cứ nói với vợ. Thì con cũng biết là trước đó từ lúc quen nhau tới giờ là con cũng có chưa có một lời tỏ tình chính thức với lại là một lời cầu hôn nào đó nó mãn nguyện. Đừng có nói với tôi với Hồng Vân hay với ai, nói với vợ đó. Dạ thì từ lúc quen nhau tới giờ thì anh chưa có một cái lời tỏ tình nghiêm túc cũng như là một cái sự cầu hôn nghiêm túc nào dành cho em. Thì qua chương trình Vợ Chồng Son này thì anh cũng muốn tặng em một bó hoa. Thì cũng mong là em sẽ tiếp tục làm mẹ của đứa con thứ hai, thứ ba nữa của anh. Anh sẽ thay đổi nhiều hơn vì con và vì em. Rồi, em nhận. Trời ơi, đó dễ thương quá. Lâu rồi con mới thấy chồng ấn sến á, chứ thật ra thì con thích hoa mà, không bao giờ chồng tặng hoa cho con hết. Rồi vậy là hôm nay phát huy nha con. Dạ, phát huy. Nên phát huy một tuần hoặc ví dụ như là một tháng 2-3 lần gì đó là bảo đảm cũng vui hoài. Mà vui hoài thì con sẽ vui nghe. Và khi ra đời là con chỉ có cười mà thôi. Ha. Chúc cho chị số con Liên. Chị chỉ nó cái phương pháp mà in vô trong. Ôi trời ơi, cái chị nó ngộ ghê vậy đó ha. Rồi anh trước khi kết thúc thì anh xin chúc cho hai vợ chồng sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là Duyên, mẹ tròn con vui. Dạ con xin cảm ơn cô và cảm ơn chú và cảm ơn chương trình ạ. Rồi giờ mình bốc thăm nha. Bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Trước tiên đó chính là trọn bộ Sommer Jurica với 5 màu sắc trẻ trung đến từ Love Shopping. Và món quà thứ hai đó chính là sản phẩm cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và món quà thứ ba đó chính là nước uống ion kiềm Fujiwa, được khai thác từ mạch nước ngầm độ sâu 200m, giàu khoáng chất, trải qua hệ thống xử lý khép kín trên dây chuyền công nghệ điện phân từ Nhật Bản, với tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp trung hòa axit dư thừa trong cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Và món quà thứ tư đó chính là một món quà hết sức đặc biệt, ai nhận cũng đều yêu thích, đó chính là miếng cước cùi nồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại nhau và nghe kỹ câu hỏi của tôi, sau đó các bạn cùng ghi trên trái tim đó nha. Hai câu phải giống nhau nghe. Địa điểm đầu tiên hai người du lịch cùng nhau là ở đâu? Wow, địa điểm đầu tiên hai người cùng du lịch là ở đâu? Là ở đâu nghe? Hai vợ chồng Thành lần đầu tiên đi chơi ở đâu? Quay ra đảo Cô Tô, còn Sapa cha một cái trên núi, cái ngoài đảo đó. Rồi. Hai vợ chồng Đức lần đầu tiên đi chơi ở đâu? Bến Tre. Hay quá. Và bây giờ hai vợ chồng Đức sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu sắc này. Trước tiên chọn đi. Mấy con chọn cái gần nhất đi. Hai vợ chồng này chọn màu nào? À, anh thích màu nào? Màu hồng. Rồi thôi, chị cũng gần nhất luôn. Rồi mời các bạn thuộc ai của ai nấy hưởng. Nấy lên thì. Rồi Thuận với chị Vân sẽ mở trước, các cặp vợ chồng mở sau. Mời chị Vân. 2, 3, cước chùi nồi.
nha. Rồi bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị. 1, 2, 3, khui. Ôi trời ơi. Wow. Chúc mừng hai vợ chồng Đức đã nhận được phần quà, đó chính là cốt phở bò của công ty Quốc Việt Food. Xin cảm ơn hai cặp vợ chồng hôm nay đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi suốt gần 10 năm qua. Xin cảm ơn tất cả mọi người, và chắc chắn chúng ta sẽ phải gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.